Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 của US News, Việt Nam xếp thứ 59, tăng 5 bậc so với năm 2020. Kết quả xếp hạng giáo dục quốc gia của US News dựa trên khảo sát toàn cầu về 3 thuộc tính cùng trọng số của mỗi quốc gia. Có hệ thống giáo dục công phát triển tốt, mọi người có cân nhắc theo học đại học ở đó hay không? Quốc gia đó có cung cấp nền giáo dục chất lượng hàng đầu hay không? Trước đó, năm 2019, trong 6 nước tham gia chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học các nước Đông Nam Á GBLM năm 2019, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Philippines, học sinh tiểu học Việt Nam đứng đầu ở cả 3 năng lực được khảo sát là đọc hiểu, viết, toán học.